gian đàn nữ đình đám hoa ngữ ngày ấy, Dương Tử Quỳnh viên mãn, Trịnh Bội Bội về già vẫn khổ. Cách đây khoảng 30 năm, điện ảnh Hồng Kông vẫn là vùng đất của những bộ phim võ thuật hành động khiến khán giả mê mẩn không thôi. Bên cạnh dàn sao nam, có không ít sao nữ cũng thành danh với dòng phim này và được gọi là đàn nữ. Khi bước sang tuổi trung niên, đa phần họ đều có hướng đi khác biệt. Dương Tử Quỳnh. Dương Tử Quỳnh gia nhập làng giải trí sau khi trở thành Hoa hậu Malaysia. Từ bình bông, cô đã theo học võ thuật để trở thành đàn nữ khét tiếng xứ Cảng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong nhiều phim như Hoàng gia sư tỷ, Câu chuyện cảnh sát, Ngọa hổ tàng long. Sau này, khi dòng phim võ thuật thoái trào, Dương Tử Quỳnh chuyển hướng phát triển sang Hollywood. Dù đã bước sang tuổi 60 tuổi, bà vẫn trổ tài đánh võ cực kỳ xuất sắc và liên tục tạo được dấu ấn với khán giả quốc tế. Và nỗ lực của Dương Tử Quỳnh đã được đền đáp xứng đáng bằng giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Lý Tái Phụng. Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, Lý Tái Phụng được truyền thông ca tụng là đàn nữ thanh thuần bởi sự tương phản giữa dung mạo ngọt ngào với tài đánh võ mạnh mẽ. Bà từng góp mặt trong những bộ phim được xếp vào hàng kinh điển là Kim Bài Sư Tỷ, Tân Long Tranh Hổ Đấu, Bá Vương Hoa 1992. Sau vụ tai nạn phim trường vào năm 1989 và mất thời gian dài để điều trị, đến năm 1995 thì Lý Tái Phụng quyết định rời làng giải trí vì sức khỏe giảm sút. Bà thành lập phường múa và kiên trì theo đuổi đam mê mới. Trong những hình ảnh mới của nàng đàn nữ, chúng ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của bà với cuộc sống an yên. Trịnh Bội Bội. Trịnh Bội Bội có thể coi là một trong những đàn nữ đời đầu của làng phim Hồng Kông. Với nhan sắc xinh đẹp cùng tài đánh võ xuất sắc, Trịnh Bội Bội từng là hoa đán hàng đầu của Thiệu Thị và góp mặt trong loạt phim như Đại Túy Hiệp, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Ngọa Hổ Tàng Long. Vì thế mà người ta ca tụng bà là đệ nhất hiệp nữ. Vì cống hiến quá nhiều cho phim võ thuật mà khi về già, sức khỏe của Trịnh Bội Bội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở tuổi 77, bà khiến khán giả xót xa vì phải đi lại bằng xe lăn và không thể tự lo cho bản thân, phải sống dựa vào cô con gái. Huệ Anh Hồng. Huệ Anh Hồng vốn có xuất thân từ quý tộc Mãn Thanh, nhưng vì dòng đời mà phải mưu sinh trên đường phố. Sau này, Huệ Anh Hồng đi theo con đường võ thuật nhờ vai Mục Niệm Từ trong Anh Hùng Xạ Điêu. Tiếp theo đó bà góp mặt trong võ quán Tuyết Sơn Phi Hổ. Mãi đến năm 2017, Huệ Anh Hồng mới chính thức từ giã nghiệp đàn nữ vì chấn thương nặng ở chân. Khi dòng phim võ thuật xuống dốc và tuổi tác tăng cao, Huệ Anh Hồng đi theo con đường diễn viên thực lực. Chẳng cần đánh võ, bà vẫn gặt hái thành công với danh hiệu ảnh hậu kim tượng lẫn kim mã. Đó là lý do dù cô đơn ở tuổi 62 thì Huệ Anh Hồng vẫn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Hồ Huệ Trung. Hồ Huệ Trung vốn xuất thân từ dòng phim văn nghệ và từng được truyền thông hoa ngữ gọi là Tiểu Lâm Thanh Hà. Vào những năm 80, dòng phim võ thuật Hồng Kông thống trị màn ảnh, Hồ Huệ Trung quyết định chuyển hướng sang làm đàn nữ với loạt phim như Phúc Tinh hay Săn Ma Quần Anh. Sau khi bị bỏng trong một vụ tai nạn phim trường, Hồ Huệ Trung cũng quyết định giải nghệ vào năm 1998 để cưới chồng. Cách đây không lâu, bà bất ngờ hé lộ ý định tấn công thị trường đại lục để nâng đỡ con gái theo con đường nghệ thuật. Dương Lệ Thanh. Dương Lệ Thanh từng được coi là người kế nghiệp Dương Tử Quỳnh. Đó là lý do mà cô thay thế đàn chị để góp mặt trong bộ phim Hoàng gia sư tỷ 3. Với tài đánh võ chẳng kém nam nhi cùng ngoại hình xinh đẹp, cô trở thành một trong những đàn nữ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Cô từng góp mặt trong Bá Vương Hoa, Siêu Cấp Nữ Cảnh, Ngũ Thử Nháo Đông Kinh. Tuy nhiên, vì đóng phim võ thuật quá nhiều mà trên người Dương Lệ Thanh chẳng có chỗ nào lành lặn. Năm 2015, cô bắt đầu rời làng giải trí. Khi sức khỏe ổn định, cô cũng muốn tái xuất màn ảnh. Đáng tiếc là làng giải trí chẳng còn chỗ cho mình nữa. Dàn đàn nữ ngày ấy đều có một cái kết riêng của mình. Nếu Dương Tử Quỳnh và Huệ Anh Hồng gặt hái thành công mới dù đã lớn tuổi thì đa phần những người còn lại đều phải khổ sở vì bệnh tật, giải nghệ từ sớm. Tin sao hoa ngữ, thế giới của những người quan tâm, yêu thích và luôn hóng drama trong showbiz.